Về quê đối với Long luôn là trải nghiệm khó quên và đông đầy ý nghĩa. Huyện Nông Cống, Thanh Hóa là nơi bố mẹ Long được sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ ông bà gắn liền với biết bao nhiêu ký ức buồn vui về miền đất nghèo, nơi người ta vẫn hay trêu đùa là được mùa Nông Cống sống khắp mọi nơi. Phía xa kia là ngọn núi Nưa, nơi vang danh nữ anh hùng Triệu Thị Trinh hay bà Triệu, niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa. Và ngọn núi đó cũng gắn liền với những gánh củi nhọc nhằn mà bố mẹ, bác dì Long đã phải tranh thủ gánh về sau mỗi giờ tan học. Biết bao buồn vui, ký ức về tình đất, tình người. Thầy chồng bà cho tới nhà cơm với là cái chích là anh đủ rồi. Dạ. Ngày 9.000 là gì? Ở ngoài Bắc các bạn, ở ngoài Thanh Hóa, chẳng hạn như quê của mẹ của Long đây thì cái chi phí sinh hoạt nó không có nhiều. Họ sẽ cho nghe mà các chú các cô nói là ở đây cái gì cũng có hết, chỉ có không có tiền thôi. Đúng. Bà Khương đó, bà Khương đây, bà Khương của Long đây. Dạ. Đây nè các bạn ơi, nó lâu năm về quê là gặp lại người thân đây nè, tay bắt mặt bừng nó. Tuổi thơ của không biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam sinh ra ở nông thôn gắn liền với những chiếc bánh đa vừng này đây. Song còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng. Còn đây là giếng làng. Còn cái sông này sông gì? Sông Nhà Lê. Sông Nhà Lê hả? À, sông nhà của họ Lê nhà mình. Ủa, sông của ta cái đường nhìn mà dành của họ mình luôn. Còn đây là thanh âm quen thuộc của chợ quê vào mỗi sáng sớm. Chợ quê quẩy gạch bù hiu, rộn ràng chào hỏi những điều dân gian. Chợ quê nghĩa xóm tình làng, bán mua cho nợ để quàng mùa sau.